Mục tiêu quy quy. Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm khó nuốt, lập tức phóng xe tới. Dành làm sẵn món tráng miệng để bù lại cho em nha. Tốt quá. Làm bánh trứng tráng phòng chắc là không kịp nướng. Chè mè đen ăn liền, mở ra là có thể ăn. Hôm nay là ngày trọng đại của nhà hàng đầu bếp nổi tiếng thế giới Trayden Hill đầu tư vào Hồng Kông. Vinh hạnh được làm khách hàng đầu tiên của anh ấy, đó là tổng giám đốc Jackie của cửa hàng Thương Tâm. Chúng tôi thấy được Jackie bao hết nhà hàng, còn mời luôn cả nhà của vị hôn thê anh ấy Long Lực Liên tới ủng hộ nữa. Xin chào cho mọi người. Tiểu Liên. À Jackie, tôi thấy mấy anh đã ăn tới món tráng miệng rồi. Đúng, tôi biết món tráng miệng này là tác phẩm mà Trayden đạt được giải vàng ở Úc, lẩu sô-cô-la hắc tùng lộ. Hơn nữa hắc tùng lộ này mới từ Pháp vận chuyển qua. Ăn với trái cây ngon tuyệt, Liên à, đúng không? Cũng được. Ông Long còn ông thấy bữa cơm tối nay như thế nào? Ơi, rất ưng ý. Tôi không chỉ nói thức ăn, còn con trẻ tương lai Jackie nữa kìa. À, ngay cả cha vợ tương lai cũng khen. Nhìn cặp sắp cưới như hai người kia tôi cảm thấy rất là ngọt ngào. Quy Quy. Tiểu Liên. Em nhớ anh quá. Anh cũng vậy đó. Không phải anh nói chuẩn bị tráng miệng cho em ăn rồi sao? Không, lúc nãy gấp quá làm không kịp thôi. Đâu có, rõ ràng em ngửi thấy mùi thức ăn mà. Thơm mùi mè đen quá. Anh gạt em, giấu đi đâu, lấy ra nhanh lên. Sao anh lại để chén đồ ăn ở dưới bàn hả? Trời. Thơm quá là chè mè đen. Anh pha hả? Lúc nãy em vừa ăn xong món tráng miệng rồi. Anh có coi tivi, thế em ăn cái gì mà lẩu mè đen sô-cô-la. Này chỉ là chè mè đen pha sẵn thôi, mùi vị khác xa lắm, đừng có ăn. Tất nhiên là không được, em muốn ăn. Anh có biết bữa cơm lúc nãy em khó nuốt lắm không? Nói chung ăn với anh ta thì em không nuốt được gì hết. Em ăn với anh cái gì em cũng thấy ngọt. Thơm quá, em thử một cái. Ngon quá, rất ngọt thành. Anh ăn thử đi. Ngon không? Coi anh kìa, ăn tới miệng cũng đen hết luôn rồi. Quảng trường Tân Quy Long. Xin lỗi nha, hôm nay đông khách quá nên tan ca trễ. Hôm nay thứ bảy, đúng ra anh phải canh bé Philip mà. Bây giờ Philip thứ bảy đang đi tập chạy, còn tôi thì có thời gian nên làm thêm ngoài giờ. Ê, nghe nói bên Tóc Hùng không đủ người, cần tuyển thêm phải không? Tối thứ bảy, tối chủ nhật và ngày thường tôi đều rảnh. Không phải anh đã làm thêm rồi sao? Sao còn muốn làm thêm bên Tóc Hùng nữa? Làm thêm ở đây chỉ có mấy tiếng thôi, tôi muốn buổi tối cũng có việc làm. Sao tự nhiên lại muốn kiếm nhiều tiền vậy? Bé Philip có chuyện gì sao? Không phải bé Philip, mà là dì Tiểu Liên. Ồ, có nghe Mandy nói là Tiểu Liên của anh sắp đính hôn với cậu chủ của cửa hàng Thương Tâm đúng không? Nhưng mà hôn nhân của nhà họ Long tất cả đều là hôn nhân chính trị mà, anh đâu được chọn đâu. Tôi biết, tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé, cho dù cố gắng kiếm tiền cách mấy cũng không thể so sánh với một cậu chủ được. Anh đừng dốc sức như vậy. Nhưng tôi không thể để bản thân không làm gì hết. Tuy là chúng tôi có nói rõ không nghĩ đến tương lai, chỉ cần vui vẻ là được. Nhưng mà tôi phát hiện tôi không chỉ muốn vậy, tôi muốn có thể cùng Tiểu Liên đi xa hơn nữa. Tuy là suy nghĩ này rất ấu trĩ, rất mịt mù, có thể cuối cùng cô ấy cũng kết hôn với người khác, nhưng ít ra tôi cũng đã cố gắng. Tôi hiểu rồi. Tối thứ hai có việc làm đó, anh nhớ tới nha. Cảm ơn nhiều nha. Ê à, mà chết được. Chạy một vòng tới sân bay, lại chạy tới vòng Tây Cống, một đi một về, như chạy vòng quanh Hồng Kông vậy đó. Hơn nữa hàng quá lại nặng muốn chết luôn vậy. Cũng hên đó, tôi tên Ngô Tiểu Lực, nếu không thật sự không có bưng nổi luôn đó. Thường ngày hay khoác lác, hôm nay nếu không có Quy giúp đỡ, hai anh được xuống ca sớm vậy sao? Phải rồi,
Một tiếng 80 đô, lúc nãy 4 tiếng cộng với tiền bo. Anh đếm lại đi nè. Cảm ơn nha. Vậy sau này mấy anh cần người làm, nhớ tìm tôi ha. Nè, còn phải bắt tôi chờ bao lâu? Nhanh tay một chút đi. Bình thường chỉ có người khác chờ tôi, bây giờ tôi chờ anh đúng nửa tiếng rồi đó. Tôi đã nói là tôi đang kết sổ, anh đừng có hố tôi nữa có được hay không? Công ty vận chuyển nhỏ bé này của anh có nhiều sổ sách đâu mà tính lâu dữ vậy? Đâu thể nói vậy được, cái gì mà công ty nhỏ. Dù gì thì tôi cũng là ông chủ của công ty tốc hùng kia mà. Nếu ông không đợi được, làm phiền về giùm, kiếm người khác mà đấu với địa chủ của ông đi. Tôi cũng đã chờ được nửa tiếng đồng hồ rồi, chờ thêm chút nữa cũng không sao. Vậy thì nghe được đó. Đợi thêm chút đi. Mau lên đi. Ê, tại sao chú Căng lại có thể nói chuyện như vậy với ông Long lớn hả? Họ là bạn với nhau mà. Tôi biết, nhưng mà tôi không ngờ chú Căng nói chuyện với ông Long lớn không chút kiêng nể gì luôn. Dù vậy ông Long lớn cũng là ông chủ của tập đoàn Tiếp Long mà. Không lẽ chú Căng lại không phải ông chủ Tốc Hùng? Ê, Quy Long là anh cả trong số công ty Bách Quá. Tốc Hùng của mình chẳng phải là nhân tài kiệt xuất trong giới vận chuyển sao? Xuống ca rồi, không có tính tăng ca đâu. Về đi, còn về chứ gì. Để về thôi, về thôi. Cô à, ngọn lửa màu xanh cô chọn. Cảm ơn anh. Cậu Huy, từ lúc cậu về tới, ở đây đông khách hơn nhiều đó. Có phải cảm thấy tuyển tôi làm thợ pha chế rượu bán thời gian này là quyết định sáng suốt lắm không? Hơn là trước đây tôi cũng có học qua nghề pha chế rượu. Buổi sáng phải đi làm, buổi tối qua đây làm bán thời gian, không mệt hay sao? Kiếm tiền phải vậy thôi, có mệt bao nhiêu cũng phải ráng. Cậu có nghĩ tới chuyện mình làm ông chủ không? Làm ông chủ? Anh nói giỡn chơi hả? Quán rượu này tôi tính sang lại, nếu như mà cậu thích, cậu mua lại đi. Ở đây kinh doanh tốt mà, sao lại không làm nữa? Cậu cũng biết, vợ của tôi hay nói là muốn di dân qua Canada. Mấy ngày trước đã làm xong thủ tục, phê duyệt rồi. Chúc mừng anh. Cho nên là anh muốn sang lại chỗ này với mấy nhà hàng khác hả? Biết sao vợ. Nhưng mà không nỡ nhất là quán rượu này. Dù gì cũng nhờ nơi này mới kiếm được số vốn đầu tiên trong đời. Nếu như muốn sang lại chỗ này chắc cũng không ít tiền. Là cậu thôi đó, giá hữu nghị 1.200.000. 1.200.000, tôi đâu có nhiều vậy. Cậu còn nhớ ai là Liêu không? Trước đây người mà anh giới thiệu vào ngành hả? Anh ấy từng nói muốn nhận kinh doanh chỗ này, nhưng mà anh ấy cũng không đủ tiền. Hay là cậu hùng vốn với anh ta đi, mỗi người một nửa, mỗi người 600.000. 600.000. Nhưng đó cũng không phải số tiền nhỏ. Cậu suy nghĩ đi, cuối tháng trả lời tôi. Nếu như mình làm ông chủ rồi, khoảng cách mình với Tiểu Liên có thể rút ngắn lại. Ngoài trừ số tiền để dành cho bé Philip đi học, mình thật sự không còn khoản dư nào nữa. Làm sao có thể cuối tháng này kiếm đủ 600.000? Alo. Chào anh, công ty tài vụ cho vay đã có chương trình ưu đãi cho vay tiền mặt, không cần lộ mặt và bất kỳ giấy tờ chứng minh nào, chỉ qua điện thoại là lập tức vay được. Không biết anh có cần xài tiền không? Tôi cần tiền xài, có phải anh có thể cho tôi mượn không? Cho hỏi anh có tài sản nào có thể thế chấp được không? Không có. Vậy thì có công việc thu nhập cố định nào không? Mỗi tháng thu nhập được khoảng bao nhiêu? Tôi làm chủ nhiệm khách hàng trang mua sắm trực tuyến của tập đoàn lớn, mỗi tháng khoảng 10,000+. Vậy số tiền anh được vay cao nhất có thể là gấp 6 lần tiền lương, khoảng trên dưới 100.000 đó. Hả? 100.000 ít vậy hả? Vậy tạm thời tôi chưa cần. Công ty cho vay cũng không thể cho mình vay 600.000, còn ai có thể cho mình mượn chứ? Chú Báo là nghị chủ lớn, có nhiều nguồn thu từ bất động sản, 600.000 chắc là chú ấy có. Chú Báo. Sao vậy? Hôm qua tôi có nói mua giúp con mèo bị bệnh nặng ở trên mạng quyên góp tiền chữa bệnh đó. Đúng. Lát nữa tôi phải chuyển khoản rồi, chú có góp không? Chị Đi biết đừng có giỡn nữa mà. Chú Báo coi trọng tiền bạc, sao lại chịu quyên góp tiền được chứ đúng không? Đừng nói là mèo, cho dù là người, không có quan hệ gì với họ, chú ấy cũng không góp đâu. Làm ơn hai người đừng nói chú Báo như vậy mà. Quyên góp tiền hay không là lựa chọn của mỗi người thôi. Quên mất chứ, chú Báo là người nổi tiếng keo kiệt, chú ấy chịu cho mình mượn hay sao? Tôi có nói là không góp sao? Chị David à, vậy đi, chút ít thôi, tôi góp 5.000, 5.000 trước chị. 5.000, tâm lòng thôi. Tôi cảm ơn sự hậu phóng của chú Báo, tôi sẽ nhớ đưa qua đường để chú được giảm thuế. Mấy chuyện nhỏ nhặt đó tính toán cái gì chứ, tôi thật sự muốn giúp con mèo đó mà. Coi ra chú Báo có tình thương hơn chúng ta nghĩ đó nha. Chú Báo à, tháng này tôi tiêu xài hơi quá, hay là cho tôi mượn 5.000 đô tiền lẻ được không? Được. Còn lâu đó. Nhất quyết tới vậy sao?
Mèo thì không biết kiếm tiền, cái thằng ranh cậu có tay có chân, có công việc, có thu nhập kia mà. Không có tiền thì đừng có xài phung phí như vậy chứ. Phải tự lượng sức mình đi. Cái thằng quỷ này thì cậu làm ơn đi, đừng có mượn tiền đồng nghiệp mà. Cho dù là người nhà, tốt nhất cũng không nên dính líu tới tiền bạc. Cũng may là mình chưa hỏi chú Báo mượn tiền. Nói tới mượn tiền á, người nghèo thì nghĩ nợ cũ. Hôm qua tôi mới cho cậu mượn 2 đô mua nước ngọt, trả lại đây. 2 đô? Mau lên. Chú tính toán 2 đô với tôi sao? Nhanh. Ở đây có 2 đô, sau này không chơi với chú nữa. Ai chơi với cậu chứ? Minh Giác Gan, cậu mượn tiền chú Báo chi bằng tự mình mua vé số còn hay hơn. Đúng đó, Kim Đa Bảo lần này giải nhất hình như là 80 triệu lần đó. Nhiều vậy sao? 80 triệu sao? Tiểu Liên. Quy Quy, tối nay anh tới phòng cầm không? Em muốn gặp anh. Anh không rảnh. Bé Philip phải thi đó, cho nên anh phải ôn tập cho nó, không đi được. Anh không kêu chị Quần giúp anh trông chừng bé Philip sao? Dạo này anh bận lắm hả? Mình lâu không gặp nhau rồi. Chị Quần chỉ không rảnh mà. Ê, bé Philip tìm anh, nói chuyện với em sau nha, tạm biệt. Mời mọi người ngồi. Ê, Quy Samson. Trời ơi, ở đây lúc nào tới một nhân viên phục vụ nam đẹp trai vậy? Trước đây đâu có thấy anh ấy ở đây. Cậu ấy làm bán thời gian thôi, không phải lúc nào cũng tới. Anh đẹp trai như vậy, làm phục vụ thì uổng quá. Có hứng thú chơi chung với chúng tôi không? Cùng chúng tôi uống rượu nhảy múa, chúng tôi sẽ tính lại tiền cho anh mà. Thật ngại quá, thật ra tôi không uống rượu và nhảy múa với khách. Sao anh lạnh nhạt vậy? Không vui gì hết. Cậu ấy mắc cỡ lắm, đừng có trêu cậu ấy. Nếu mấy cô buồn chán, tôi sẽ uống rượu với mấy cô. Có không đâu. Tất nhiên rồi. Tối nay muốn chơi gì hả? Anh quyết định đi, như cũ. Được, bắt đầu đi. Lương của anh nè. Cảm ơn bác sĩ. Anh coi anh mệt chưa kìa. Tối nay anh không có tới quán rượu làm, về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi sợ anh làm tới phát bệnh luôn đó. Yên tâm đi, tôi chịu nổi mà. Nè, anh nói nếu để mình trúng giải nhất thì quá sướng rồi. Trúng giải tư cũng được rồi. Hai thằng quỷ này xuống ca không chịu về, ở lại trong phòng chú Cang làm gì vậy? Thì dò vé số đó, giải nhất tối nay là 80 mấy triệu lận. Tôi và Đại Lực là đòn mạnh lắm luôn đó. Tôi về Tiểu Lực có góp tiền mua 3.000 mấy đó, không biết có trúng hay không nữa. Tôi cũng có mua vé số, mở số nào vậy? Lần quay số của sổ số hôm nay là số 5, số 10, số 15, số 20, số 30, số 40, số đặc biệt là số 45. Sao rồi, có trúng không? Nhìn mặt nó là biết không trúng rồi, mở mấy con số kỳ lạ vậy mà. Thì đó, chúng tôi mua nhiều lắm cũng không dính, anh ấy mua có một tấm làm gì dễ trúng được chứ. Không sao đâu, không trúng coi như làm từ thiện, lần sau tiếp tục ha. Tôi có chuyện gấp, tôi muốn về trước. Tạm biệt mấy anh. Được, tạm biệt. Yeah, hay quá, mình trúng giải nhì rồi. Tiểu Liên, anh có tin tốt muốn nói với em. Tối nay ở phòng mình Tuyết Cầm, không gặp không về. Phải đó, ngày mai bằng lúng danh việc tiếp nhận quán rượu. 600.000 đó chắc tôi có thể ra được. Được, tới đó bằng sao? Cuối cùng có thể để Tiểu Liên ăn một bữa ngon rồi. Tiểu Liên, sau này anh nhất định sẽ cho em những thứ tốt hơn.
Con và Liên kết hôn cũng được 2 năm rồi. Đây đây, qua đây ngồi đi. Chỉ tại quen miệng thôi. Em không có nhìn xa cậu Quý, cậu ta giỏi lắm đó. Từ chủ nhiệm khách hàng của Tầm Bảo Đồ quay lưng một phát trở thành ông chủ của quán rượu. Sau đó thì là chủ tịch của tập đoàn dây chuyền quán rượu và thức ăn nữa đó. Quy mô kinh doanh của mấy năm nay càng làm thì càng lớn. Cậu còn thiếu một chút là có thể đuổi kịp tiếp lòng của chúng tôi rồi. Cậu à, không phải trước giờ cậu luôn phản đối chị hai và anh rể quen nhau sao? Chị hai còn xém chút nữa gả cho Jackie nữa. Hên là anh rể phát tài kịp lúc thôi. Cậu làm vậy là muốn kích thích sự cầu tiến của cậu ta. Tiểu Liên. Giải nhất của sổ số lần này có 4 phiếu trúng, mỗi phiếu được 2.280.000. Giải nhì 23 phiếu trúng, mỗi phiếu nhận được 28.000 đô. Cái gì? Giải nhì chỉ có 28.000 đô? Vậy sao mình làm ông chủ? Đúng là 28.000 thật. Tại sao ông lại đối xử với con như vậy? Tưởng ông cho con một tia hy vọng, thì ra là đang chơi con. Con cũng chỉ muốn cùng Tiểu Liên bên nhau nên con mới muốn làm ông chủ thôi. Quy Quy, em tới rồi. Tiểu Liên, em về rồi hả? Em nhớ anh lắm. Anh cũng vậy. Quy Quy. Wow, nè. Nhiều hải sản quá, đều là món em thích ăn. Vậy thì em ăn nhiều một chút đi. Đúng rồi, anh gọi em qua gấp vậy còn nói có tin vui là chuyện gì? Anh trúng vé số rồi. Trời, anh hên quá đó. Vé số mà anh cũng trúng. Trúng được bao nhiêu tiền? 20 mấy ngàn. Trời, vậy bữa cơm này không phải là hội đua ngựa đãi sao? Anh cũng cảm thấy bản thân rất may mắn. Quy, còn tưởng là cậu xoay sở được tiền nhanh như vậy tiếp nhận chỗ này. Tôi còn nói với Liêu nữa chứ. Thật ra tôi thấy ngại quá. Không sao đâu, còn thời gian mà. Cậu thử coi có xoay sở được nữa không? Tôi rất muốn cậu và Liêu tiếp nhận kinh doanh chỗ này. Tôi làm việc trước. Cảm ơn. Anh ơi, ba cô trong phòng VIP nói buồn chán, muốn kiếm người nhảy múa và uống rượu đó. Lại là cái cô Jessica. Nói biết bao nhiêu lần là chỗ này không có dịch vụ này rồi mà. Thôi cứ kệ họ đi mà. Lần nào họ cũng gọi rượu đầy bàn, còn cho nhiều tiền bo nữa đó. Tôi biết. Lần trước giúp họ gọi hai người mẫu tới cùng họ uống rượu và nhảy múa, họ cũng thưởng người ta mấy ngàn đô. Dạ, anh giúp họ gọi người đi hơn. Được rồi, tôi biết làm gì. Dạ. Trời ơi, anh đẹp trai, lại là anh hả? Mà lại gặp nhau rồi. Anh đẹp trai như vậy làm phục vụ uổng quá. Hay là chơi chung với chúng tôi đi. Đúng đó, cùng giúp tôi ca hát nhảy múa. Cái này của anh đó. À, xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ thôi. Đưa rượu xong tôi đi ra liền. Có phải chị ít tiền không? Hay là tôi tăng thêm? Ở đây 10.000. Nhảy xong thì là của anh. Xin lỗi nha, tôi... Anh đi làm cũng là vì tiền thôi. Số này cộng thêm số trên bàn ít nhất cũng có 30-40 ngàn rồi. Mỗi đêm anh phải bưng rượu bao lâu mới kiếm được đây? Thì đó, dỗ chúc tôi vui vẻ, nhảy múa. Toàn bộ chỗ này đều là của anh. Còn nghĩ cái gì nữa chứ? Cởi áo ra đi. Cởi áo đi, nhanh lên. Cởi áo đi, cởi áo đi. 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 Kiếm được mày rồi, Phong Mịch Tuyết Cầm. Chìa khóa. Quy Quy, anh sao vậy? Tiểu Liên, anh nhớ em quá. Có phải em đợi anh lâu rồi không? Anh nói đi, sao anh uống nhiều như vậy hả?
Lúc nãy anh gặp lại bạn cũ, uống hai ly thôi à. Đây, dựa chút đi, nằm xuống. Anh uống xỉn như vậy, đâu chỉ là uống hai ly chứ. Sao đầu của anh đau quá vậy? Tại sao vậy? Tại vì anh uống xỉn rồi. Em còn chưa hỏi anh tại sao. Dạo này tầm bảo đồ có bận lắm không? Họ giao nhiều việc cho anh lắm hả? Có phải anh áp lực rất lớn, rất vất vả không? Tiểu Liên à, có vất vả mấy cũng không sao. Chỉ cần có em bên cạnh anh, có em kề bên, anh làm gì cũng đáng mà. Uống xỉn mà còn biết dỗ ngọt. Anh không có dỗ ngọt em đâu. Chỉ cần có thể bên em, dù là được em chăm sóc hay là bị em chửi anh là đầu heo, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Em cũng vậy. Chỉ cần em và anh ở bên nhau, em sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tiểu Liên. Quy Quy. Thật là quá đáng, Quy Giao Nước. Ha 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 ha.